Hello mọi người, mời mọi người đi thăm cỏ cùng tớ. Đây là lô cao su. Đây là cái vườn cỏ mà một anh trồng để chăn nuôi 10 con trâu. Đấy là cỏ gì đây? Đây là cỏ voi không lông. Đây là cỏ voi không lông này. Cỏ không lông Vinh ạ. Ok, đẹp á. Đấy, nhưng mà cái này con lâu mới chặt được. Cỏ voi không lông. Vào mùa đông là nó trổ hoa này. Cỏ vô mùa đông nó trổ hoa. Đấy, mầm này, ôi mầm đẹp luôn này. Giờ chặt đến là nó mầm. Cỏ voi không lông đây các bạn nhá. Đây, nó trơn. Thân của nó trơn. Khi đầu tiên nó nảy mầm ấy thì vào mùa đông là nó vẫn có lông này. Nhưng sau này là nó hết và có mùa khác là nó hết. Nó chỉ có lông ở mép rìa lá này thôi, còn bẻ của nó là không có lông. Có voi không lông. Cũng khá là nhiều đó. Diện tích dài, kéo dài vào phía trong. Ok đấy. Vườn cỏ đẹp. Ui ơi. Vào tận trong kia khoảng mấy trăm mét nữa. 500 mét. 500 mét. Sâu tít vào trong kia. Nhưng mà trồng vào mùa đông cây nhỏ. Trồng cây to tới đất này. Trồng dày, cái dày trống. Đó đó. Ừ. Đang còn non. Lứa đầu tiên vậy. Lứa đầu tiên nhưng cây nó còn non. Rồi này thì xay ra bò ăn hết. Anh sẽ bách. Vào mùa khác là cây nó cao, to. Đứng rắt không lông luôn đấy. Đi một đoạn này thì xem, đi một vòng. Đi một vòng này thì xem. Đi ngoài phải chân này, đi đóng. Đi lượn lượn đấy thôi. Chút nữa mình vào quay mô hình 10 con trâu để xem. 10 con trâu. Đây. Ở đây thì ok hơn một xíu. Lứa đầu tiên mà trồng vào mùa đông ngoài mình là lạnh. Hiện tại nhiệt độ là 7 độ C. 7 độ C ở Nghệ An. Khá là lạnh. Cây cỏ mà phát triển được như thế này cũng là may mắn đấy. Cỏ voi không lông này có ưu điểm là non mềm ngọt và khi thu hoạch là không bị sót. Nên là trâu bò rất là thích ăn. Các loại vật nuôi tiểu gia súc rất là thích ăn. Phù hợp nuôi lợn rừng này các bạn nhé. Đấy, vào tít ở trong kia. Hơn 500 mét đó. Rồi, vườn cỏ. Tít ở trong kia. Khá là ok. Trơn tru. Vào mùa đông thì cây nó hơi nhỏ. Vào các mùa khác nữa thì ok đấy. Là nó tự nhiên là thân nó lớn, nó đẻ nhiều nhánh ra. Lứa đầu tiên thì nó đẻ nhánh ít, nhưng mà mình cắt đây lứa thứ 2, lứa thứ 3 là nhánh nó nhiều. Ok, xin chào cả nhà nhá. Review cho cả nhà xem. Hẹn gặp lại cả nhà nhá. Bye bye.